Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình El Clasico World của ngày 6 tháng 2, trái ngược với guồng quay hối hả của các cổ động viên Việt Nam chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Cả Barca và Real đang bước vào những ngày nghỉ sau những trận đấu cuối tuần vừa rồi. Tuy nhiên, guồng quay bóng đá vẫn không ngừng nghỉ với hai câu lạc bộ này, đặc biệt là những thông tin liên quan đến tình hình nhân sự. Hãy cùng đến với những tin tức mới nhất về Real và Barca trong suốt 24 giờ qua. Ban lãnh đạo Barca đang nỗ lực tìm kiếm người thay thế xứng đáng cho chiếc ghế mà Xavi để lại. Theo Mundo Deportivo, đội bóng này đã nhắm đến 4 huấn luyện viên, nhưng 3 trong số đó đều chưa sẵn sàng để dẫn dắt Barca. Chỉ còn lại Hansi Flick, người đang được cho là học tiếng Tây Ban Nha, cấp tốc để nhận những nhiệm vụ mới. Hansi Flick từng đưa Bayern đến với tột đỉnh vinh quang, nhưng sau đó cũng nhận thất bại ê chề khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Đức. Vậy nếu trở thành thuyền trưởng Barca, ông có thể đem đến những gì cho đội bóng này? Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Barca hiện nay là tìm kiếm người thay thế cho huấn luyện viên Xavi. Theo Mundo Deportivo, đội bóng xứ Catalan đã chọn ra một bản danh sách gồm bốn ứng viên tiềm năng có thể thay thế Xavi. Những người đó bao gồm Thiago Motta, Mikel Arteta, Imanol Aguasin, huấn luyện viên hiện tại của Real Sociedad và Hansi Flick. Trong đó, Mikel Arteta đã lên tiếng phủ nhận khả năng ông sẽ rời Arsenal vào cuối mùa giải này. Thiago Motta, người đang dẫn dắt Bologna trải qua một mùa giải thăng hoa ở Serie A, cũng không đưa ra bất kỳ bình luận gì về việc chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống. Trong số những huấn luyện viên này, chỉ có Hansi Flick có vẻ đang sẵn sàng đảm nhận một nhiệm vụ mới nặng nề hơn ở xứ Catalan. Theo những thông tin được tờ Sport Bild cập nhật, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Đức đã và đang học tiếng Tây Ban Nha để sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới. Kể từ khi bị Liên đoàn bóng đá Đức sa thải hồi tháng 9 năm 2023, Hansi Flick vẫn đang thất nghiệp. Tranh thủ quãng thời gian được nghỉ ngơi, ông cũng đã bổ sung thêm những vốn kiến thức mới nhằm tăng khả năng thích ứng cho những công việc khác. Trong quá khứ, Hansi Flick từng rất thành công khi dẫn dắt Bayern. Vị chiến lược gia 58 tuổi đã từng có 18 tháng ngồi ghế nóng của nhà đương kim vô địch Bundesliga, giúp họ đoạt được 7 danh hiệu. Chính Hansi Flick là người dẫn dắt Bayern đến cúp Anh và được xướng tên với giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của UEFA trong mùa giải 2019-2020. Tuy nhiên, sau đó Hansi Flick đã không thể gặt hái được những thành công khi trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức. Ông chỉ thắng 12 trên 25 trận đấu và trở thành huấn luyện viên đầu tiên của đội tuyển quốc gia bị sa thải. Hồi năm 2021, Barca từng có những liên hệ để đưa Hansi Flick về dẫn dắt. Đó là thời điểm Ronald Koeman vừa bị sa thải và Barca cần một huấn luyện viên tài năng để đưa đội bóng trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Sau cùng, Hansi Flick đã từ chối vai trò này, còn Blaugrana đã bổ nhiệm Xavi làm huấn luyện viên trưởng. Còn lần này có vẻ như Barca sẽ lựa chọn Hansi Flick để thay thế chính Xavi. Tờ Bild tiết lộ giám đốc thể thao của Barca Deco đã liên lạc với huấn luyện viên người Đức. Trong một vài ngày tới, Juan Laporta sẽ có những cuộc trò chuyện trực tiếp trước khi đưa ra nhiều lời đề nghị. Nếu muốn thuyết phục được ban lãnh đạo của Barca, Hansi Flick cần phải trình bày một kế hoạch dài hơi, trong đó có cả câu chuyện chuyển nhượng. Bởi bạn cũng biết Barca đang trong giai đoạn eo hẹp về mặt tài chính và Barca cần có chính sách chuyển nhượng hợp lý nhất để tránh lãng phí. Real Madrid liệu có mua thành công Mbappe? Đó là câu hỏi đang được rất nhiều người đặt ra sau khi xuất hiện thông tin tiền đạo này đã đồng ý chuyển đến Bernabeu. Tuy nhiên, những nguồn tin uy tín từ thị trường chuyển nhượng cho biết đôi bên hoàn toàn chưa đạt được bất kỳ một thỏa thuận nào. Phía Mbappe cho rằng Real đang trả quá thấp, trong khi kền trắng chỉ có thể đưa ra mức giá như vậy. Thế nhưng Real Madrid vẫn có niềm tin rất lớn rằng lần này họ sẽ thành công với Mbappe, bởi tiền đạo người Pháp không thể có lựa chọn tối ưu hơn. Trong những ngày qua, truyền thông thế giới đồng loạt đăng tải thông tin Real Madrid đã chính thức ký hợp đồng với Kylian Mbappe, vốn đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc ăn bánh vẽ và here we go nhầm. Lần này các cổ động viên đã rút kinh nghiệm, khi nào Mbappe cầm áo chụp thì mới tin. Theo những thông tin từ tờ The Independent chia sẻ, Real Madrid và Mbappe chưa hề có bất kỳ một thỏa thuận nào. Đôi bên chỉ có những trao đổi trong phiên chợ tháng 1, nhưng phía tiền đạo người Pháp đã từ chối lời đề nghị mới nhất từ phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đến thời điểm hiện tại, Mbappe vẫn chưa có bất kỳ động thái nào để gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain. Điều đó đồng nghĩa với việc Mbappe sẽ được quyền đàm phán hợp đồng với bất kỳ một đội bóng nào. Nguyên nhân để Mbappe từ chối Real chính là mức thù lao. Phía tiền đạo người Pháp cho rằng số tiền kền trắng trả cho Mbappe ít hơn số tiền gia đình anh mong muốn. Cụ thể, theo những thông tin từ tờ AS, Los Blancos đã đề nghị trả cho Mbappe 36 triệu euro một năm và biến anh thành cầu thủ có thu nhập cao nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ bằng một nửa so với những gì anh nhận được tại Paris Saint-Germain, đó là còn chưa kể đến các khoản phí lót tay và tiền thưởng. Thậm chí nếu hoàn thành hết hợp đồng với Paris Saint-Germain, Kylian còn có thể bỏ túi đến 630 triệu euro. Dù vậy, phía Real không quá lo lắng về việc vồ hụt mục tiêu họ đã theo đuổi bấy lâu nay. Theo những cập nhật mới nhất từ nhà báo Fabrizio Romano, Real đang rất tự tin sẽ sở hữu chân sút người Pháp, dù cho Mbappe sẽ phải hạ lương nếu đồng ý khoác lên mình chiếc áo trắng.
Romano tiết lộ những cuộc nói chuyện giữa Mbappe và phía Real Madrid đều diễn ra rất khả quan. Các thành viên quan trọng trong đội đều tin rằng Mbappe sẽ gia nhập câu lạc bộ của họ vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây. Nhìn chung, phía Real đang là đội bóng có được lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Mbappe. Vấn đề duy nhất còn lại là đôi bên sẽ thống nhất với nhau về mức tiền lương cũng như những thỏa thuận về tiền lót tay và tiền thưởng. Trái ngược với những diễn biến tích cực trên thị trường chuyển nhượng của Real Madrid, Barca đang phải đối mặt với tương lai khá u ám. Đích thân giám đốc thể thao Deco đã phải lên tiếng khẳng định đội bóng của ông đang thâm hụt ngân sách và phải bán đi những cầu thủ. Sergi Roberto là người đầu tiên phải ra đi dù anh đang mang băng đội trưởng của đội bóng xứ Catalan. Trong khi đó, tương lai của Rafinha cũng bị đặt dấu hỏi lớn với sự nổi lên của Lamine Yamal. Thậm chí Barca đã sẵn sàng bán đi cầu thủ người Brazil nếu có một đối tác trả đủ số tiền mà họ mong muốn. Trái ngược với một mùa hè đầy sôi động đang chờ đón Real Madrid, Barca có thể sẽ tiếp tục phải thắt lưng buộc bụng với tình hình tài chính không mấy khả quan trong thời gian gần đây. Trong những cập nhật mới nhất, Barca đang cho thấy họ không có động thái muốn gia hạn hợp đồng với đội trưởng Sergi Roberto. Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ trở thành cầu thủ tự do khi mùa giải này kết thúc. Trước đó, Xavi từng đích thân đề nghị Deco hãy giữ lại Roberto dù ông có rời khỏi Barca trong mùa hè này. Tuy nhiên, quyết định thuộc về cầu thủ 31 tuổi và anh không muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalan. Ở mùa giải năm nay, Sergi Roberto mới chỉ có 6 lần ra sân tại La Liga và đóng góp 3 bàn thắng cùng một đường kiến tạo. Chấn thương chính là vấn đề khiến Sergi Roberto bị hạn chế thời gian ra sân và phía ban lãnh đạo đội bóng cho rằng những đóng góp của anh là quá ít để có thể giữ chân cầu thủ người Tây Ban Nha. Sergi Roberto đang cân nhắc đến những bến đỗ mới như MLS, cầu thủ này từng bày tỏ nguyện vọng được chơi bóng tại Mỹ trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu. Trong khi đó, tương lai của Rafinha tại Barca cũng chưa chắc đã được đảm bảo. Theo Relevo, hai đội bóng tại Premier League đang có những liên hệ để chiêu mộ chân sút người Brazil trong mùa hè này. Tờ báo của Tây Ban Nha tiết lộ một trong những câu lạc bộ đó là Tottenham. Còn trước đó, Chelsea, Newcastle hay các câu lạc bộ ở Saudi Pro League cũng đã có những động thái để hỏi mua Rafinha. Thực tế thì Rafinha luôn cảm thấy hạnh phúc tại Barca, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Phía đội bóng xứ Catalan đang muốn bán bớt cầu thủ để có thêm tiền cho quỹ chuyển nhượng hè. Vì vậy, Barca đang sẵn sàng lắng nghe tất cả những lời đề nghị trong mùa hè này, nhưng họ sẽ không bán Rafinha khi chưa được giá. Sở dĩ Barca muốn bán Rafinha là bởi sự xuất hiện của Lamine Yamal. Tài năng trẻ đã lập tức trở thành vị trí số 1 bên hành lang cánh phải trong quãng thời gian Rafinha gặp chấn thương. Chính bởi điều đó mà khi trở lại, chưa chắc cựu thủ của Leeds United đã được đảm bảo suất đá chính. Nói về tình hình tài chính hiện tại của Barca, chính Deco cũng đã phải lên tiếng thừa nhận đội bóng đang gặp những khó khăn nhất định. Cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha cảnh báo đội bóng của ông sẽ phải bán bớt người trong mùa hè năm nay. Dù vậy, ông cũng đảm bảo tương lai cho các trụ cột như Frankie de Jong hay Ronald Araujo, những người vốn đang được nhiều đội bóng khác quan tâm. Trong giai đoạn gần đây, các trụ cột của Real Madrid đang thay nhau tỏa sáng để đưa đội bóng đến với những chiến thắng. Dù vậy, phong độ của Rodrigo đang để lại những hồi chuông báo động, bởi từ đầu năm đến giờ tiền đạo người Brazil mới chỉ đóng góp đúng 2 bàn thắng. Những thông số báo động của Rodrigo ở trận gặp Atletico Madrid đã khiến tiền đạo này phải ngồi ngoài khi Real đối đầu Getafe, trong bối cảnh José Lu hay Brahim Diaz đều tận dụng tốt cơ hội. Nếu Rodrigo không sớm cải thiện tình hình, anh sẽ phải đối mặt với cảnh ngồi dự bị dài dài. Trong quãng thời gian vừa qua, nhiều cá nhân của Real Madrid đã có màn trình diễn tương đối nổi bật. Có thể kể đến những trụ cột như Jude Bellingham, Vinicius hay thậm chí là cả những cầu thủ đóng thế như Tchouameni, Brahim Diaz. Tuy nhiên, trong những màn tỏa sáng đó, cổ động viên Real vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về Rodrigo. Mới đây, tờ Diario AS đã chỉ ra sự yếu kém của Rodrigo trong cuộc đối đầu với Atlético Madrid. Trong số 11 cầu thủ được Carlo Ancelotti lựa chọn, Rodrigo đã tung ra 4 cú dứt điểm với một trong số đó đi trúng không thành. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil không thực hiện được bất kỳ một pha rê bóng qua người thành công nào. Trong trận này, Brahim Diaz là người sở hữu nhiều tình huống đi bóng nhất với 7 lần, trong khi Lucas Vazquez có 6 lần và Bellingham thực hiện 5 đường rê bóng. Rodrigo cũng chỉ có 44 lần chạm bóng, thấp nhất trong số 11 cầu thủ ra sân ở trận derby gặp Atlético Madrid. Người ta bắt đầu đặt ra những dấu hỏi về việc liệu Ancelotti có đang quá lãng phí khi xếp một tiền đạo có phong độ thấp liên tục được đá chính từ trận này qua trận khác. Cần biết rằng khi Real Madrid thắng Getafe, Rodrigo đã không phải thi đấu trong trận đấu đó và kèn trắng giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Từ đầu năm 2024 đến giờ, Rodrigo gần như biến mất hoàn toàn trên mặt trận tấn công. Hơn 600 phút ra sân ở tất cả các đấu trường, cầu thủ người Brazil mới chỉ đóng góp đúng 2 bàn thắng, với một trong số đó đến từ chiến thắng của Real trước đối thủ Arandinha tại Copa del Rey.
Giới chuyên gia cho rằng Rodrigo đang mất dần năng lượng chơi bóng và đánh mất luôn cả sự hiệu quả. Đây không phải lần đầu tiên trong mùa giải năm nay cầu thủ người Brazil bị rơi vào trạng thái như vậy, nhưng nó cũng đặt Real Madrid vào tình trạng đáng báo động. Cần biết rằng đội bóng này chỉ sở hữu 3 tiền đạo và bất kỳ ai vắng mặt đều tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt trong bối cảnh Vinicius đã gặp chấn thương, trọng trách lại được đặt nặng lên Rodrigo nhưng anh lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Real Madrid cũng đã tính đến những phương án có thể thay thế. Ở trận gặp Getafe, Carlo Ancelotti đã bố trí José Lu và Vinicius đá cặp trên hàng công. Khi số 7 của Real gặp chấn thương, Brahim Diaz được lựa chọn để thay thế và đã có được màn trình diễn đột phá. Nếu như cứ tiếp tục thể hiện như vậy, rất có thể cầu thủ số 21 sẽ thay thế luôn vị trí của Rodrigo trên hàng công. Đó cũng là những tin tức cập nhật mới nhất xoay quanh hai câu lạc bộ Real Madrid và Barca. Cảm ơn đã đồng hành với El Clasico World của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau cũng vào giờ này ngày mai trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Còn bây giờ là lời chào tạm biệt đến các khán giả.